chị yêu rồi. Em Miss Xuân này áp dụng tương tự luôn, 1 × 2 nên phải tiết kiệm được cost rồi. Bài ride là chi phí package là 1 share. Cái cạn đó chứ, trai biệt. Đó cũng xem mà. Đấy, tập thì nó đưa bài tập thì cùng mà tập với nhau. Xe ra thôi thì nó cũng là online hết mà. Tiền mà lại không phải mất tiền, có động lực hơn hẳn. Tập thì tập thì thôi, có vấn đề gì đâu. Chạy thẳng ra ngồi ăn kìa, ăn tối kìa. Gia đình chưa trải thảm ra ngồi ăn tối ở đây, ngồi xong ăn xong về luôn là xong. Lịch sự đấy, 13 tuần là đúng đủ 3 tháng.
các chỗ khác nó chỉ tính 12 tuần thôi, coi như là 3 tháng. Cái chỗ khác mà bên sinh này toàn 12 tuần là 3 tháng. Trong đấy có bài chạy bộ không? Các tư thế à? 36 tư thế gì? Thế cần gì chồng đầy, cần gì đi thuê tốn tiền. Có video minh họa luôn. Không đỗ ở giữa vũng nước là được rồi, còn muốn thế nào nữa.